Sáng ngày 6 tháng 12 năm 2024, tại xã Ngọc Lâm, Hội Nông dân huyện Thanh Chương phối hợp với đồn biên phòng Ngọc Lâm tổ chức lễ ra mắt câu lạc bộ nông dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Về dự có lãnh đạo Hội Nông dân huyện, đồn biên phòng Ngọc Lâm, cùng cấp ủy chính quyền xã Ngọc Lâm. Câu lạc bộ nông dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia là một tổ chức tự nguyện có nhiệm vụ cụ thể hóa nội dung và đổi mới hình thức tuyên truyền cho cán bộ hội viên nông dân, nâng cao nhận thức trách nhiệm tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Câu lạc bộ ra mắt với 40 thành viên, ban chủ nhiệm gồm 5 thành viên. Câu lạc bộ tổ chức sinh hoạt định kỳ, các nội dung sinh hoạt sẽ tập trung vào các nội dung như công tác đối ngoại nhân dân, an toàn cho hội viên nông dân và bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Thông qua hoạt động lao động sản xuất, các thành viên câu lạc bộ sẽ nắm bắt tình hình biên giới, kịp thời thông báo cho đồn biên phòng, chính quyền địa phương các hoạt động hành vi xâm phạm chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, tham gia phối hợp với đồn biên phòng, lực lượng vũ trang địa phương tuần tra phát quang, bảo vệ đường biên mốc quốc giới, đấu tranh ngăn chặn các hành vi xâm phạm chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, đồng thời phối hợp tuyên truyền vận động người dân nắm chắc và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý bảo vệ biên giới quốc gia, thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các chương trình kế hoạch của địa phương về đầu tư phát triển kinh tế văn hóa xã hội ở khu vực biên giới. Sau buổi lễ ra mắt câu lạc bộ, các đại biểu đã tổ chức đi tham quan mô hình gà đen thương phẩm theo hướng an toàn sinh học tại các hộ gia đình.